Mến chào quý khán giả đến với tin tức 24 giờ TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho bản tin nóng nhất về tình hình lũ lụt miền Trung hôm nay, Một quý vị và các bạn cùng đến với những tin chính nổi bật có trong chương trình. Ông Đoàn Ngọc Hải và vợ lập di trúc tiền tỷ cho học sinh và bệnh nhân nghèo. Tên cướp kéo lê cô gái hơn 500m trên đường phố Sài Gòn bị bắt bắt giữ hai nam thanh niên trộm 13 trộm hoa lan, trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng ở Hưng Yên. Khởi tố bắt tạm giam nhiều đối tượng trong đường dây chuyên trộm gương ô tô hạng sang. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vào cuộc sở khanh lừa tình tiền. Khởi tố đối tượng trộm cắp gần 1 tỷ đồng ở Hưng Yên. Sau đây, mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Ông Đoàn Ngọc Hải và vợ lập di trúc tiền tỷ cho học sinh và bệnh nhân nghèo. Mới đây, ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ông vừa cùng vợ là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, chú tại phường Đa Cao quận 1 đã mở tài khoản tại một ngân hàng ở thành phố Hồ Chí Minh để làm từ thiện. Tài khoản này có 3 tỷ đồng, được đặt tên là tiền quỹ DNH ủng hộ sữa cho học sinh lớp 1 của huyện Mèo Vạc Hà Giang và bệnh nhân của bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Số tiền lãi từ toàn bộ số tiền trong tài khoản sẽ được chia làm 2 phần, 70% để mua sữa cho học sinh lớp 1 của huyện Mèo Vạc Hà Giang và 30% để mua sữa cho bệnh nhân của Bệnh viện Trung ương Huế, cơ sở 2 ở huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Cũng theo ông Hải, sau đó vợ chồng ông đã đến phòng công chứng số 7 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh lập di chúc. Số tiền trong tài khoản này sẽ được di chúc cho ông Lê Thanh Hải, 38 tuổi, một doanh nhân ở quận Long Biên, Hà Nội, người chi 4 tỷ đồng mua chiếc xe cổ của ông Đoàn Ngọc Hải và 4 chiếc áo thi đấu. Nội dung bản di trúc thể hiện khi thừa kế số tài sản nêu trên, ông Lê Thanh Hải có trách nhiệm dùng số tiền lãi phát sinh từ toàn bộ số tiền có trong tài khoản nêu trên để mua sữa và chuyển cho những học sinh lớp 1 của huyện Mèo Vạc và bệnh nhân của bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 theo tỷ lệ đã được nêu ở trên. Trường hợp sau này ông Lê Thanh Hải định đoạt lập di chúc hoặc chuyển giao toàn bộ số tiền kể cả tiền lãi trong tài khoản nêu trên cho người khác, thì chủ tài khoản mới phải đảm bảo duy trì mục đích sử dụng của tiền quỹ Đoàn Ngọc Hải ủng hộ sữa cho học sinh lớp 1 của huyện Mèo Vạc Hà Giang và bệnh nhân của Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 nêu trên. Sau khi lập di trúc, vợ chồng ông Đoàn Ngọc Hải cũng lập giấy ủy quyền cho ông Lê Thanh Hải thực hiện việc rút tiền lãi để mua sữa tặng trong thời gian 20 năm. Được biết, số tiền 3 tỷ đồng được trích ra từ việc bán xe cổ và chiếc áo có chữ ký của các cầu thủ. Riêng một tỷ đồng còn lại, trong số 4 tỷ đồng nói trên, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết sẽ cùng ông Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, mua xe đạp giúp cho học sinh vùng khó khăn, thuốc hen xuyễn, quà cho người mù, vân vân và chi cho mỗi bệnh nhân nghèo một triệu khi họ đi xe cứu thương của ông Hải từ bệnh viện về quê miễn phí. Trước đó, khi tới huyện Mèo Vạc, Hà Giang, ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã thuê nhà bếp của một quán nổi tiếng nấu 170 tô phở gà đãi các học sinh tiểu học là người dân tộc Hơ Mông có điều kiện kinh tế hết sức khó khăn ăn sáng. Không chỉ thuê người nấu phở, ông Đoàn Ngọc Hải còn mời bí thư và chủ tịch huyện Mèo Vạc tới sớm để cùng ăn bữa sáng thân mật với các em học sinh ở ngôi trường tiểu học này. Ông Đoàn Ngọc Hải cũng ngồi cạnh đút từng muỗng cho tới khi hết bát phở cho một em học sinh. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Tên cướp kéo le cô gái hơn 500m trên đường phố Sài Gòn bị bắt. Thưa quý vị, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đang tạm giữ Trần Gia Đức, sinh năm 1988, ngụ tại quận Tân Phú, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản Trần Gia Đức là nghi phạm gây ra vụ cướp điện thoại và kéo lê cô gái trên đường trong clip lan truyền trên mạng xã hội. Nạn nhân trong vụ án này là chị Trần Thị Kim Hát, sinh năm 2002, quê ở Đồng Nai. Tại cơ quan công an, Đức khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Để thực hiện hành vi của mình, trưa ngày 6 tháng 11, Đức điều khiển xe máy chạy lòng vòng ở khu vực phường Bình Hưng Hòa để tìm kiếm con mồi. Khi đến khu vực đường số 12 tại phường Bình Hưng Hòa, Đức phát hiện chị TKH, 18 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú tại quận Bình Tân đang đi bộ. Trên tay có cầm theo chiếc điện thoại nên áp sát, giật chiếc điện thoại của nạn nhân. Bất ngờ bị cướp, chị hát phản xạ rằng co thì bị kéo lê hàng trăm mét tới đường số 8 tại phường Bình Hưng Hòa. Hình ảnh chị hát bị kéo lê trên đường được camera hành trình của chiếc ô tô ghi lại. Chị Hát sau khi bị văng ra ngoài đã đến trạm y tế băng bó vết thương. Riêng Đức sau khi cướp giật được chiếc điện thoại đã mang đi bán lấy 1,2 triệu đồng tiêu xài cá nhân. Vào cuộc điều tra, truy xét, trưa ngày 7 tháng 11, Công an quận Bình Tân đã bắt giữ Đức khi mà đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực Nghĩa Trang, Bình Hưng Hòa, tại quận Bình Tân. Qua xác minh, Đức có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản. Bắt giữ hai nam thanh niên trộm 13 chậu hoa lan, trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng ở Hưng Yên. Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Ma Phúc Giang và Nông Văn Hiếu về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó vào khoảng 2 giờ 40 phút ngày 17 tháng 9, lợi dụng gia đình nhà ông Nguyễn Vinh Thanh, sinh năm 1963, ở số 125 khu Thảo Nguyên, đô thị Eco Park, thuộc địa phận xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, đang ngủ. Kẻ gian đã trèo lên tầng 4 của căn nhà, trộm cắp 13 chậu hoa lan, trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng. Qua điều tra, Công an huyện Văn Giang đã làm rõ thủ phạm là Ma Phúc Sang, sinh năm 1995, ở xã Đồng Thịnh, huyện Đình Hóa, tỉnh Thái Nguyên, và Nông Văn Hiếu, sinh năm 1993, ở khu Quang Trung, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Khởi tố bắt tạm giam nhiều đối tượng trong đường dây chuyên trộm gương ô tô hạng sang. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây trộm cắp và tiêu thụ gương xe ô tô hạng sang. Cụ thể là đối tượng Trần Huy Anh, sinh năm 1987, trú tại Hà Khẩu, Hạ Long, Quảng Ninh và Lê Tuấn Anh, sinh năm 1995, trú tại Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội về tội trộm cắp tài sản. Còn đối tượng Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1973, trú tại Minh Khai, Hai Bà Trương, Hà Nội, bị khởi tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Nam Từ Liêm, khoảng 21 giờ 10 phút ngày 13 tháng 10, tổ công tác của đội cảnh sát hình sự công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với công an phường Cầu Diễn tuần tra phát hiện hai đối tượng điều khiển xe máy Honda Dream có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra thì phát hiện bên trong túi treo ở xe có một kìm cắt bằng kim loại, hai tua vít và một đầu tua vít. Qua quan sát, các đối tượng có nhiều điểm trùng khớp với các đối tượng trong vụ trộm cắp gương xe ô tô Lexus RX350 vào ngày 30 tháng 4 tại địa bàn phường Cầu Diễn. Tổ công tác đã đưa các đối tượng về trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan công an, Trần Huy Anh và Lê Tuấn Anh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào khoảng 13 giờ ngày 30 tháng 4, các đối tượng đến địa bàn phường Cầu Diễn, thấy một chiếc ô tô Lexus RX350 để trước cổng một biệt thự không có ai trông giữ. Các đối tượng đã trộm cắp gương chiếu hậu chiếc xe ô tô trên. Sau đó thì Huy Anh mang lên gần gầm cầu Vĩnh Tuy bán cho Nguyễn Anh Tuấn với giá 3 triệu đồng. Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận ngày 11 tháng 9 đã trộm cắp một cặp gương xe ô tô Mercedes S450 và mang bán cho Nguyễn Anh Tuấn với giá 4 triệu đồng. Hiện công an quận Nam Tử Liêm đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vào cuộc vụ sở khanh lừa tình tiền Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa có văn bản gửi các cơ quan tố tụng thành phố Hà Nội về việc 7 phụ nữ tố cáo ông Tống Anh S, sinh năm 1979, đã lợi dụng chuyện tình cảm để lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng. Nội dung văn bản do bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ký, nêu rõ, Cơ quan này nhận được đơn kiến nghị phản ánh của 7 phụ nữ ở nhiều tỉnh, thành phố, cùng đứng ra tố cáo ông Tống Anh S, sinh năm 1979, quê Thanh Hóa, hiện thường trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội. Các nạn nhân trình bày, ông S là người đã có vợ con, nhưng dùng thủ đoạn lừa dối, nói là bản thân còn độc thân, dụ dỗ các nạn nhân quan hệ tình cảm và cho ông S vay tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Sau khi phát hiện ông S lừa đảo, tháng 4 năm 2020, những người phụ nữ này đã làm đơn tố cáo đến phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội, đề nghị điều tra khởi tố hành vi vi phạm pháp luật của ông S. Tuy nhiên đến tháng 10 năm 2020, cơ quan công an đã ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ việc vì lý do không làm việc được với ông S và hết thời hạn điều tra, dù số điện thoại của người đàn ông này vẫn liên hệ được từ tháng 4 năm 2020 cho đến nay. Sau khi xem xét nội dung đơn và căn cứ quy định của pháp luật, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã chuyển đơn kiến nghị nêu trên đến Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp để kịp thời xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ. Khi có kết quả giải quyết vụ việc, các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố Hà Nội thông báo cho Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam biết là một trong số những người phụ nữ đã làm đơn tố cáo ông S chị Hoàng Diệu Nhi, chú tại Hà Nội, tên nhân vật đã thay đổi cho biết. Chính quyền sở tại vừa liên hệ với bản thân để phối hợp xác minh, bảo vệ quyền lợi đã bị xâm hạm. Người phụ nữ này bày tỏ, nếu ông S có dấu hiệu phạm tội, thì cơ quan chức năng sớm tìm các biện pháp để tố tụng, ngăn chặn việc người này tiếp tục đi lừa gạt và dụ dỗ những nạn nhân khác. Theo như tin tức 24 giờ TV chúng tôi đã đưa tin, hồi tháng 4 năm 2020, thì 7 người phụ nữ ở nhiều tỉnh, thành phố Tự nhận mình là nạn nhân, đã bị ông Tống Anh S dụ dỗ, lợi dụng tình cảm để lấy đi số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Cả 7 người này đều chỉ quen biết ông S qua các trang mạng xã hội. Tuy nhiên trong quá trình cơ quan công an tiến hành xác minh, ông S đã bỏ đi đến khỏi nơi cư trú, từ chối phối hợp. Đến cuối tháng 8 năm 2020, cơ quan công an đã phải phát đi thông báo truy tìm ông S trên toàn quốc để điều tra và xác minh vụ việc này. Ngày 8 tháng 10, qua số điện thoại các nạn nhân cung cấp, phóng viên dân trí đã liên lạc được với ông S. Người đàn ông này từ chối nói về việc mình bị 7 người phụ nữ tố cáo lừa đảo và cho biết là mọi việc liên quan cứ để cơ quan công an xác minh. Ông S nói, đúng sai đến đâu thì cứ theo pháp luật. Mới đây, nguồn tin của phóng viên cho biết, vụ việc sở khanh lừa tình nói trên đã được cơ quan công an tạm đình chỉ giải quyết do đã hết thời hạn điều tra, xác minh theo quy định. khởi tố đối tượng trộm cắp gần 1 tỷ đồng ở Hưng Yên. Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Văn Giang xuất hiện một đối tượng sử dụng thủ đoạn hết sức tinh vi, manh động, lợi dụng đêm tối hoặc thời điểm chủ nhà đi vắng để đột nhập thực hiện hành vi trộm cắp tài sản có giá trị lớn, khiến dư luận quần chúng nhân dân vô cùng bức xúc. Vào sáng ngày 19 tháng 10, kẻ gian cắt khóa cửa, đột nhập vào cửa hàng vàng bạc Tuấn Hưng ở thôn Phúc Thọ, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, lấy đi rất nhiều tài sản, gồm vàng, bạc, các loại và một số tiền mặt có tổng giá trị gần 775 triệu đồng. Trước đó vào đêm mùng 4 tháng 10, kẻ gian cũng đã dùng thủ đoạn tương tự, cắt khóa cửa của cửa hàng điện thoại Tiến Đạt ở thôn Đồng Tỉnh, xã Nghĩa Trụ, trộm cắp 26 chiếc điện thoại di động, một máy tính bảng iPad, một số thẻ nạp điện thoại có tổng giá trị hàng trăm triệu đồng. Sau thời gian tập trung đấu tranh truy xét, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Văn Giang đã điều tra làm rõ Trần Tiến Mạnh, sinh năm 1990, ở khu 2 xã Minh Hạc, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, là đối tượng gây ra hai vụ trộm cắp trên. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Văn Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Tiến Mạnh và tiếp tục đấu tranh mở rộng. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin tức 24 h TV. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận phía dưới video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức 24 h TV.